like it. Chuyện này còn cao cua ta đó em, thời mạng áp mà đúng. Bào ngon kia 70 cam đồng này Vĩnh Phước nha, trong thời gian đây xong chưa chạy vô nè. Rồi những xe kéo nè, ở bến này cao, bến kia thấp, đi đằng kia dễ hơn, đi ngang ngang mình nè. Rồi cái mưa dịp thì chạy đi rồi. Xe này động cơ cua ta đó nè, thời máy đã mà đúp. Đó, hai con luôn. Kìa con đang dục lúa lên. Và lớp và gấp lọn khô ha, 70, 70, 80 gì đó, đang liền lửa lên, phải cắt chạy tới chỗ bộ lúa xuống luôn à. Đây có chiếc máy kéo đang vô nữa nè mọi. Quá máy à, tụ hợp tay hội anh Hùng. Rồi, 70 Việt căn núi gom và dân ma 8260 tùm lum máy cho ở đây cạnh cạnh núi non luôn em ơi, siêu đẹp. Núi gom qua mương á. Mình đang đi lại nè. Cùng anh em thông cảm nha. Đang đi lại con 70 Việt. Ủa con đóng gom đang đi qua cái mương hết đó anh em ơi. Lưng mình có con 70 đang ra, ai dọn vô cánh này quá nhiều. Họ 60 70 70 82. Đây thì chùm 70. Còn An Giang này giờ tao ưa chuộng 70 lắm anh em ơi, có người tao mua 93 rồi, nhưng mà tao mua 93 nữa tao mua lại 70 lút, mình xua tao xài. Tại vì 93 nghe nói độ nó mỏng. Đây 70 Việt 2007 dòng Trinh Phúc. 1m8 là ở con này 1m85 trên dây rồi duyên đó anh em ơi. Rồi gờ chưa, con này chạy quá chạy rồi ghê đẩy không. Ô hô quá mạnh anh em. Ô bình dầu rồi, chết lên trên luôn rồi kìa, ghê chưa, tấn pha của người ta. Cái con này thì bình hết trơn rồi, nhưng mà mình cái bình cái gì thì mình chưa biết, mình đoán là bánh chín đóng ly rồi thôi. Chết người ạ. À. Bây giờ con này chạy xích 5 tắc 53 gai. Đời 2015 mình quay được trước như 73 rồi đó anh em. 73 tốc độ mấy con 73 được trước mình cũng ngang ngang với con này. Có ở trên, con này bên sau mình không biết. Tại với con kia mình biết là nó người ta bên đó là người ta nói là đấu bánh chính rồi đấu mua ly luôn. Con này cũng chắc đấu bánh chính rồi đấu mua ly luôn anh em ơi.
có một số người nói chạy ra lúa thì qua khúc này mình nói anh em nghe tệ hơi ồn. Thì có một số anh em nói nó ra lúa rồi đó anh em, thì cũng tùy thuộc theo, mình không biết cách binh thì mình nói vậy, còn người ta biết cách binh, người ta binh chạy nhanh nhưng mà không có lúa người ta mới chạy được, phải không? Còn mà binh mà chạy mà nhanh mà ra lúa thì chắc chủ ruộng không cho chạy rồi. Có một số anh em nói tôi là gặp mấy con máy nhanh nói ra lúa thì có lo mình chưa biết cách binh, còn người ta biết cách binh rồi ta mới chạy, ta binh lên chạy mới được. Thì dưới người ta đi đồng này đồng kia đồ cũng chạy nhiều á, thì đó là cho ngừ. Nói chung là người ta biết binh anh em ơi, trước khi mình binh chạy nhanh được rồi đó, chạy nhanh không có lúa luôn mà người ta còn làm hoạt động cơ lại cho chạy máy nổi chứ anh em nghĩ đi, 70 có đại chạy vậy rồi anh em binh nhanh lên thì sao động cơ chịu nổi. Có người ta mở dầu, người ta xả dầu ốc lùm lum la hết trơn á, thì bởi vì cũng có nhiều thứ ấy lắm, có khi mình không biết thì mình nói ra lúa. Có những con mà 73 nó chạy ghê hơn con này nữa, mà thấy nó chạy mình đi quay mình thấy nó chạy rất là nhanh luôn mà không ai nói ra lúa ra bọng chứ anh em. Thì cái đó là mình ý kiến của mình, còn mình thấy vậy đó thì hỏi người ta nói ăn thua người binh, binh lên mà không biết làm thì nó sẽ ra lúa chứ máy chạy không nổi. Còn người ta biết binh thì người ta binh sẵn rồi, bởi vì người ta biết binh lâu rồi, bởi vì người ta làm nghề nghiệp không ra lúa máy chạy ok. Còn có một số người nói chạy như máy hư thì chuyện người ta binh cái máy của người ta phải mới mình đâu đó bên em đó, ghê không đó, ghê giờ đó mà chạy cũng dữ lắm, mà bao giọt á, những người Việt mà chạy được gì được cũng dữ lắm anh em. Chạy giữa anh em ơi, chuyện màu ngon thì mình thích quay máy binh cho anh em coi, tại vì này không biết ta binh sao nhưng mà chạy thì nó nhanh, ra lúa hay không thì cái chuyện đó là chuyện của chủ ruộng. Còn một số anh em mà nói lúa ra đỏ trơn gì đó thì cái đó là chuyện của chủ ruộng, nếu mà thấy ra lúa thì người ta không cho chạy rồi, phải không? Còn mình binh mà chạy nổi hay không đó, là chuyện của mình, chạy được hay không là chuyện của mình, còn người ta binh được là ta giỏi. Mình không binh ai, mình chỉ quay thôi, thì mình nói ý kiến của mình gì đó. Ghê không? Đau giọt á, quá đã luôn. Nói chung mình không biết bên máy thì mình bên nhanh chạy nhanh thì bình thường gắn bánh chính vô dưới đống vô chạy được rồi đó, nhưng mà vô lúa chắc máy chạy không nổi đâu thiệt. Mình cũng tài xế mình biết, mình phải hợ nhưng mà mình biết lại mình cũng chạy máy mình biết. Anh em mà chạy thử cái bánh gin mà bánh 8 đi, máy gin anh em thôi, bánh 9 đi anh em chạy đi là máy nên anh em sẽ nặng lại liền. Còn ngày này người ta biết bên người ta đấu thêm cái máy muli nữa, muli tắc 1 tắc 2 là chạy máy nhìn không ra luôn. Mấy con này là bên cũng chưa đâu, mấy con này chạy nhanh cho anh em coi thôi đỡ ghiền. Còn mà nói gì chạy nhanh thì gặp mấy con máy 73 rồi đó, 73 mà mấy con đó ông đó không chịu chơi lắm, cũng máy mua máy mới gì là binh liền, không có hành bỏ chó ở chưa nè, chơi liền ông đó dân trăm lốt đó là chung phe ổng là một chủ đó. Còn mấy con máy về là ổng binh luôn á, ghê không? Nó kéo mới chuyện qua đây ơi, giọt không? Bao giọt? Nói giật 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 nóng máy quá. Qua cưa bợ chứ đâu phải giỡn đâu thật.
kiểu người Việt này chạy ghê không. Má này cũng cũ lắm rồi. Rồi mấy em, ba anh em máy kéo đang ngồi đợi luôn. Thì có núi đẹp hết sức, đồng này đồng núi anh em. Qua cái bờ kinh nó tới chân núi rồi. Còn với cô kìa, đi chạy không? Quá dữ.